Dạ thôi. Sư phụ, kính thưa sư phụ, con ở đây con chỉ có một mình thân con. Mà cái lúc con vô nhà bệnh viện á, con chỉ một lòng con cầu sư phụ thôi. Con chỉ biết Thanh Mô Thanh Hải Vô Sư giúp cho con. Thế này Cho vô sao? con. Dạ. Rồi sao? Không sao đâu. Rồi sao nữa? Cái một như vậy mà con cứ làm tới hoài, cái sư phụ giúp con đủ thứ mọi mặt hết trơn mà con ăn lạc miết cho tới cái cũng một thời gian lâu lắm. Mà lúc đó con có không có tiền nhiều nữa sư phụ, mà con có không biết sư phụ nhiều nữa. Cái có một lần đó cái người bạn con là cô Trang đồng tu bây giờ đó, cứ cho cái người bạn kia mượn cuốn một cuốn Một đề đó hả? Dạ không phải. Dạ cuốn băng video mà chú Ngọc nói chuyện á. Rồi sao? À lấy tình thương sao ăn tù sư phụ. Cái lần đầu tiên con coi cuốn đó, con thấy chú Ngọc nức nở, con khóc quá chừng luôn. Lần nào ông cũng nức nở vậy hết á. Đó là nghề của chàng đó. Dạ yeah. Mà con lần đầu tiên ông nói hai câu là ông khóc ba câu. Mà con thấy con cảm động dễ sợ. Con nghĩ một người đàn ông mà nức nở như vậy là chắc phải có cái gì quyến không rũ phải, ảnh lắm cái à. Này cái này là hắn tập từ hồi nhỏ, hắn tập sẵn rồi, đợi sư phụ lại là hắn diễn tuồng rồi sao. Hồi đó giờ cứ khóc chưa, bây giờ đã Ngọc không bao giờ khóc như vậy hả? Khóc quá trời hả? Sợ mất sư phụ lên sao vậy? Có không? Hồi nào đó cả. Cái đó là cái kỳ đó, sau đó cái kỳ đó mấy người đó ra là phỉ báng nhiều nhất á, mấy người đó. Cái nhóm đó là cái nhóm Trường Đơn. Thành bây giờ sau đó quý vị biết rồi ha, tại sao sư phụ bữa đó la hả? Đúng thầy đó, con thích thầy vậy là thầy là tôi dạ tâm tiền lắm, con sợ quá. Thì quý vị thấy rõ ràng ha, cái nhóm đó là nhóm phản động. Rồi bây giờ sao hết truyền là hết lại Trường Đơn rồi hả? Hối hận chưa? Quay đầu là gì chưa? Chắc cũng hối hận là chi gì hả? Thấy sư phụ đâu có làm gì đâu mà chửi tôi hoài hả? Tôi cứ đi lo cho chúng sanh, làm việc cho chúng sanh, làm cho người ta ăn vui sung sướng, mà cứ ngồi đó không có chuyện gì làm rồi cứ chửi tôi hoài hả? Mà sư phụ cũng chẳng phản ứng gì cả, mà chửi riết rồi cũng mỏi mồm rồi hả? Chắc cũng im luôn gì hả? Chứ sợ người ta gặp tai nạn thôi, chứ sư phụ đâu có sợ bị chửi. Rồi sao nữa, còn gì nữa không? Xong rồi ha. Dài lắm sư phụ ơi. Nó nói ít ít thôi. Mấy cái chuyện đó gì đâu mà nói hoài. Dạ, con đầu con coi hết cuốn băng đó mà con khóc nức nở, con khóc quá chừng luôn. Kể từ ngày đó là bắt đầu, tới sau con khóc dài dài luôn. Thương cái gì đâu khóc dài dài. Hay lắm hả? Dạ, tại sư phụ biết không, tại vì cái có một lần con đang ngủ đó, chưa ngủ 10 giờ, khoảng 10 giờ cái tự nhiên cái con muốn ngồi thiền. Mà hồi nhỏ lớn con không có biết ngồi thiền là cái gì hết á. Cái con mới nói Thanh Hải Vô Thượng Sư giúp cho con, dạy cho con ngồi thiền đi. Rồi cái tự nhiên cái con ngồi xuống, con nhìn đồng hồ con thấy 10 giờ. Rồi sao nữa? Cái tự nhiên cái con vừa con nhắm mắt về nhưng mà con rất là tỉnh. Cái con ngồi xuống vậy nè, cái sư phụ dạy con đủ thứ, con ngồi đủ, làm đủ cách này, con sám hối gì đủ thứ, con nghĩ vậy. Cái tới chừng mà con xả thiền á, con nhìn đồng hồ con thấy 1:30 đồng hồ. Trời ơi con mừng dễ sợ, con đứng dậy con nhảy cà tưng luôn. Tại nhỏ lớn con chưa ngồi thiền lần nào sư phụ, mà lần đầu tiên con ngồi 1:30 đồng hồ, con mừng dễ sợ luôn. Ngồi mà không động đậy hết đó hả? Very good. Very good. Ok. Hết chưa? Nói xong chưa? Hết chưa? Cái chuyện nó xong chưa?
Dạ con dây dây con nhiều lắm. Thôi viết cuốn sách đi. À, viết ra đi. Sư phụ in cho, ok. Chứ mà... À, thì viết ra đi rồi rồi đem làm chuyện chọn lọc của thế kỷ 20. Viết ra đi ha, chứ nói hoài không hết đâu, mệt lắm. Viết ra đi rồi nhà xuất bản giữ bản quyền. Coi có được không thì mới in được thôi. Có gì, người nào có gì cảm ứng viết ra ha. À, vô mà truyền tâm ấn á, thì lúc mà sư phụ mà gia trì chán á, thì con ngửi được cái mùi trầm hương. Rồi xong mà lúc mà sư phụ nói chuyện ở Hawaii về nhà sư phụ đó ngày thứ hai á, thì con cũng ngửi mùi trầm hương suốt đêm hôm đó luôn. Rồi nguyên cả ngày hôm nay mà lúc sư phụ đến mà sư phụ ngồi á, thì con thấy hào quang xung quanh trên người sư phụ rồi mà trên đầu sư phụ nữa, hào quang màu vàng. Màu vàng hả? Sao kỳ, mỗi người thấy khác nhau kỳ ha. Người thấy màu vàng, người thấy màu kim hả? Còn có một cái cô bên Mexico á. Cũng như cô Úc Đại Lợi thì cô thấy sư phụ có hào quang nhiều lắm, đủ màu. Còn có một bà cô bên Mexico á, thì cô nói thấy sư phụ có hào quang màu trắng mà trong suốt á. She say white, white light and transparent, tức là màu trắng mà trong suốt, phải không? Transparent tức là sao? Cái bằng thấu qua đó ha. Hả? Tại sao mỗi người thấy khác nhau kỳ nè, chắc mắt colorblind hả? À, mắt bệnh hả? À, thôi vậy hả? Thấy thiệt không hay là mắt có lộn xộn gì đó không? Con thấy rồi xong cái sư phụ co đi rồi con cứ ngồi con nghĩ không biết là mắt con có thấy cái màu vàng nó phản ảnh lại không. Nhưng mà lúc sư phụ đi ra khỏi đó thì con không có thấy nữa. Mà lúc mà sư phụ vô ngồi trở lại thì con vẫn thấy tiếp tục. Lúc thì thấy giống như xuyên qua người sư phụ rồi thấy màu cũng giống như màu vàng kim ấy sư phụ, thấy trên hào quang sư phụ trên đầu rồi xung quanh người nữa. Dòm hàng xóm có thấy gì không? Dạ không. À vậy thì đúng. Chắc không phải, chắc mắt không phải bệnh rồi ha. Chứ nếu bây giờ mọi sống cũng thấy y vậy thì thôi dẹp rồi. Sao kỳ, sao sư phụ có hoài mà quý vị không có, sao kỳ vậy cả. Con nhà ông không giống lông cũng giống cánh chứ sao kỳ vậy cả. Sắp có. Điền đơn xin rồi phải không? Nộp đơn xin rồi ha. Ok. 3 năm rồi. Sư phụ đã kể chuyện nghe có một ông ca bia đó mà hả? Có ông người đi kiếm ông học đó, rồi đi hỏi bà vợ đó, học vợ của ca bia đó, đó là vợ, nhớ rồi hả? Ông nói đi ra phần mộ bên kia kiếm, thấy người nào mà có hào quang là biết ca bia. Rồi ông ra đó ông thấy ở sao ai cũng có hết trơn vậy cả, ta không biết ai hết trơn á. Rồi ông đi về, ông về ông nói kiếm ông ra, tại vì thấy người nào cũng có hào quang. Cái lúc mà chôn cất á, thấy người nào cũng có hào quang, cũng kiếm không ra, ca bia đặc biệt. Bây giờ bố nói, thì đợi cái người ta chôn cất hết rồi, người ta đi về đó, cái lúc đi về nhà đó, mà anh thấy người nào có hào quang đó, nghĩa là rời khỏi phần mộ đi về tới nhà đi ngoài đường đó, thì anh thấy người nào có hào quang là biết ca bia. Ông nói, vậy đi ra kiếm có ca bia thiệt. Lát ông hỏi tại sao kỳ vậy? Tại sao ở chỗ lúc chôn cất ấy, thì người nào cũng có hào quang, mà trưng đi về chỉ có một mình ca bia có hào quang thôi. Tại vì cái lúc chôn cất thì người nào cũng nghĩ tới chuyện sanh tử vô thường rồi cái phát tâm vô thượng muốn tu hành á, có lòng lành cái tự nhiên cái trí huệ nó sáng suốt ra, cái cảnh giới nó cao lên, cái hậu quang của linh hồn mình nó phát ra. Còn cái đi về rồi cứ quên mất, về cái nói chuyện với nhau rồi đi ngoài đường dòm cảnh này cảnh kia, dòm người đẹp bên này người đẹp bên kia, nhà lầu bên này xe bên kia, quên mất. Còn mình cả bia lúc nào ở đâu cũng vậy thôi, chôn thì cũng nhớ tới mà không chôn cũng nhớ tới, lúc nào cũng thanh tịnh ở bên trong. Thành ra làm bất cứ những công việc gì chỉ là bên ngoài thôi, chứ không có ảnh hưởng tới cái bên trong của cái vị minh sư đó. Cho nên lúc nào cũng có hào quang hoài ha, đại khái vậy. Nhưng mà nhiều khi mắt mình cũng phải mở hoài mình mới thấy được hoài ha. Rồi nhiều khi nó có mình không thấy. Ví dụ như mấy cực người ở Úc Đại Lợi nói thấy sư phụ có hào quang, còn mấy người kia hỏi đâu có thấy đâu.
có mình cậu thấy hoặc là người đó thấy thôi. Như ở Mexico thì cũng vậy hả, cô đó thấy còn mấy người kia có người thấy có người không thấy. Tự nhiên cô vô cô nói với ông sư phụ hỏi, cô nói nếu mình thấy người ta có hào quang là có sao không à, cô hỏi sư phụ vậy đó. Có bình thường không, sư phụ nói bình thường chứ mỗi người thường thường người ta đều có cái bầu aura, là nói tiếng Việt Nam đó gì hả, bầu khí phận chung quanh họ phải không, mỗi người khác nhau vậy đó, không có sao đâu. Cô thường thấy luôn, cô nói thấy cô nói thí dụ như bây giờ thấy sư phụ hào quang trắng trong suốt hết rồi. All these people, you have too much money, right? So you follow me just for fun, huh? Want to see me? You have seen me in America just few days ago. Not enough. What do you think? How much will be enough, huh? Sao mấy nay quý vị làm gì, ngủ đâu? Có ngủ nghe gì được không? Chặt chội rồi tắm rửa rồi được không? Còn không thì lao á, có cần hỏi gì sư phụ không, phỏng vấn gì không hả? Thấy có thấy được sư phụ không, thấy không được phải không, thấy không được phải ngồi dưới đất chứ sư phụ mệt quá, giờ không có leo lên kia được nữa. Hào quang sáng rỡ phải đeo kiến hả, sốn mắt hả. Ở bên kia đi qua bao nhiêu người, giơ tay sư phụ coi coi. Ôi xa xa qua đây chiếm nước người ta sao thì dữ vậy kìa. Đi nguyên một đoàn vậy đó hả? Ok, coi. Dữ quá hả? Rồi ở chung nhau hotel hả? Có chỗ nào ở chỗ đó mà sao mà hợp với nhau được mà và thông báo nhau được hay vậy? Ôi trời. Tối ngày đi kiếm đường cho quý vị. Huh? Yeah, you're so lovely. So come here, I give you some candies or what else? Huh? Muốn gì? Bây giờ muốn gì? Chắc muốn ôm nhau ngủ đó hả? Thích nằm ngủ với sư phụ này kia đó hả? Kiểu Việt Nam. Làm kiểu quý vị đó thì thôi đâu có độ ai được nữa. Tối ngày cứ bị quý vị ngồi đó nắm tay hoặc là... Năm đó bận mà cái gì giữ sư phụ ở bên đó hả? Sao mấy bên đây có làm việc được chi không? Hay là tới để chơi thôi? Có hả? Làm gì? Phát sách để làm gì? Quý vị phát sách nhiều quá rồi, cái chừng ta tới người ta nghe giảng nó không có cuốn nào hết. Hôm qua có nhiều người đi tới Geneva, chỗ Geneva đó. Có đi vô mà không có sách à? Sao mà phát thiếu hả? Phát thiếu là sao? Phát thì vừa vừa, còn để phải để dành cho mấy người đi giảng, phát giảng diễn giảng rồi, họ thấy chứ. Nhiều khi người ta chỉ đọc báo người ta đến chứ người ta không có được cái cuốn sách hả? Còn quý vị đi phát rồi không chừa gì chứ. Nhiều người ta đến không có, phải không? Làm việc không có tổ chức là sao? Hả? I said yes, the day before we were in Geneva, and there's someone who came for the lecture and they didn't have book, because the books were distributed by the over-enthusiastic saints of the century. Huh? Is that right? So is it very disorganized or what? We have to reserve some for the people who came to the lecture, because sometimes these people are very sincere and they came to the lecture through the newspaper or something and they didn't necessarily have the book, yeah? So we have to reserve some thousand or something for them, or at least a few hundred, because some of them already had. Only those who don't have the book, then they have, because that's all they have in France, huh?
Do they have the book translated into French here also? Book one? Book one, the lousiest one. Does it have the taste of Europe? Press Korean. Huh? No? What? Très Bouddhique. I already said to leave out the Buddhic terminology because it's not universal. But they always did that. They love to have Buddhists inside. I don't know why they love the Buddha so much. Yeah. Because that was mostly in Taiwan and in other Asiatic countries where I have to talk to the Buddhist people. And if you don't sell the Buddha there, you sell nothing. So, you okay, huh? Everybody all right? Yeah. Do you want to ask me anything? Có muốn hỏi gì sư phụ? Để hỏi đi. Trong cái cuốn sách mà hỏi và trả lời có nhiều lắm. Thầy ráng đọc cho nó quen. Ừ. Với lại mình tu hành nhiều, tự nhiên mình nếu mà mình tin tưởng vị thầy của mình á, và mình ngồi mà đầu mình nó mở mang hết á, cái vận nó ouvert, thì tự nhiên những cái trả lời, câu trả lời nó sẽ đến với mình một cách trực tiếp. Chứ không cần phải hỏi bên ngoài nữa. Cho nên những người tu lâu rồi hoặc là người ta lên trình độ cao không hỏi hết trơn. Gặp sư phụ không thèm dòm nữa. Không cần nữa. Ta có ông thầy bên trong. Ông thầy bên trong gồ ghề. Không, nhưng mà muốn hỏi gì cô hỏi đi. Hỏi những câu mà có dính líu với tu hành đó nha. Hỏi đi, hỏi đi. Châu Phú lên đây coi, tập lần đi. Mỗi người trả lời hai ba câu coi. Ê, để nói nhau cho vui ha. Yeah, you ask. Thôi hỏi lẹ. Hỏi lẹ em thôi Phật làm được. Thưa sư phụ, chẳng hạn như người nào mà đang tu theo pháp căn âm ở đẳng cấp rất là thấp đó, nếu mà đến ngày chết, nếu mà sư phụ đến báo đó, họ có được biết không hay là phải đẳng cấp cao mới được biết? Được biết. Biết không Phúc? Biết không? Đâu có thấp bằng cái cấp đâu có thấp hơn cấp Atula được đâu. Hỏi nữa không? Hết rồi hả? Hỏi đi, không sao đâu, không sao được. Thưa sư phụ, chẳng hạn như nếu mà người nào mà xin sư phụ xuất gia với sư phụ mà sư phụ từ chối, mà người ta muốn xuất gia mà người ta vào cái chùa khác để xuất gia mà tu theo phương pháp sư phụ, nó vẫn tu theo phương pháp sư phụ có được không ạ? Ngu ơi là ngu. Đem cái chùa mình mà bỏ trong cái chùa kia. Không, tại vì sư phụ từ chối đó. Tại sao phải xuất gia là cái gì? Xuất gia là tại vì mình chưa có thầy, mình phải bỏ nhà ra đi, mình lang thang cầu thực để mình kiếm cái phương pháp và ông thầy mình để mình tu, có phải phải xuất gia chứ? Trời ơi, ham cái đầu trọc, ham cái quần áo nó vô lóc cốc len can làm cái gì? Bận rộn không có tu hành gì được. Người nào như là ngu chứ là chưa có phải là đệ tử của sư phụ. Mới đòi hỏi những cái chuyện mà tầm bậy bạ vớ vẩn như vậy. Phải không? Thấy chưa? Ta khai ngộ rầm rầm đó. Mình còn ngồi đó chấp dứt vào cái đầu à, phải không? Ví dụ mình là một người khai ngộ, mình tin tưởng thầy của mình hả? Thì thầy mình biểu gì mình làm đấy chứ. Còn ngang bướng không muốn làm theo kiểu của mình, nó đâu phải là một người mà đã hết cái ngã đâu, phải không? Thì mình phải bắt cái ngã của mình nó đi xuất gia, chứ không phải mình đi xuất gia, hiểu chưa? À, bắt cái ngã nó bỏ trong cái chùa nào đó rồi mình ở nhà một mình cho nó khỏe. Xuất gia là cái hồi xưa là Đức Phật xuất gia là tại vậy mà, phải không? Ông đi tìm đạo á, mà nếu mà ở nhà ràng buộc hoài làm sao đi tìm được. Tối ngày cái bắt ông ở trong cung, ông không có đi được, thành ra sau này ông mới xuất gia. Hả, sư phụ hồi xưa xuất gia là cũng tại vậy. À, mình phải tự do để mình đi kiếm thầy chứ. Bây giờ thầy tới nhà mình, ngồi trong nhà mình uống trà rồi còn bỏ ổng đi đi tới chùa. Hả? Chùa là cái chùa này nè, phải không? Vậy mà hỏi chuyện vậy thôi dẹp đi. Không dám nữa rồi. Hỏi hạt châu phố nạt chết thì giờ. Bây giờ đâu có ai xuất gia nữa đâu mà đòi, phải không? Hồi trước sư phụ xuất gia, sư phụ mặc quần áo đó, sư phụ đã nói rồi. Quý vị cứ nghĩ rằng mặc quần áo như vậy, cạo đầu trọc như vậy thì mới được thành Phật. Cái ung ung cứ chạy theo sư phụ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ công, bỏ việc, bỏ quốc gia đại sự hết. Vậy không có tốt.
Thế bây giờ sư phụ đã hòa hợp với quý vị rồi, sư phụ đã hạ mình xuống rồi, hả? Là một người tầm thường như quý vị rồi, thì quý vị vui chứ, hả? Thế còn đâu có phải cạo đầu là thành Phật đâu, phải không? Nếu vậy thì sư phụ sẽ biểu quý vị cạo hết liền tại chỗ, hả? Đặng sư phụ đi về hưu chứ. Đấy, quý vị mà thành Phật hết thì sư phụ khỏe rồi, khỏi cái đi máy bay rồi cho mệt, phải không? Nhớ cho kỹ hả? Cái con người thật bên trong của mình chưa bao giờ xuất gia hết mà đã thành Phật rồi, chưa bao giờ phạm giới gì cả, lúc nào cũng ở chùa hết hả? Mình đừng có quá chấp nhất cái gì đó, hình tướng bên ngoài đó làm khổ cho mình lắm. Phải giải phóng chính mình hả? Sư phụ bận quần áo là bây giờ thấy cảm thấy tự tại hơn hồi xưa sư bận quần áo tu nhiều. Trời ơi, thế bây giờ sư phụ mới thiệt là hiện đời giải thoát đây. Thiệt, sư phụ cảm thấy lúc mấy lúc gần đây hết sức là giải thoát. Đi đâu cũng chẳng có ai ngó ngàng gì tới mình nữa. Rồi đi vô cái hải quan là gì á, mấy cái gì, cái gì, airport á, cho phi trường á, mấy ông cảnh sát không cho đi cái rụp. Thấy sư phụ là hết nói gì hết trơn hết trò được. Ê, mở mắt ra dòm. Rồi nó ok. Please. Mời đi qua liền. Thấy cuộc đời sung sướng quá. Hay da, thành ra sư phụ bây giờ nghĩ người nào muốn cao đầu đi tu sư phụ tội nghiệp giùm, nó sợ giùm. Một lát đi qua mấy cái phi trường là bị xét thôi, cả ngày ngồi đó hoài. Không có đi được á, mất mấy chuyến máy bay. Trời, làm chi cuộc đời mình cho nó đau khổ hả? Tại sao sư phụ hồi xưa cạo đầu đi tu quý vị biết không? Đặng sư phụ cho biết mùi đau khổ rồi mới nói cho quý vị được. Chứ còn không, quý vị tưởng đâu bị nhồi sọ quen rồi, tưởng đâu cạo cái đầu bằng cái quần áo đó là thành Phật, thành Thánh, làm cái gì mà lẹ vậy? Hả? Nhưng mà ông Thích Ca ông đâu có cạo đầu đâu. Ông cạo một lần thôi, thí dụ có cạo rồi thấy không? Rồi sau này tóc ông dài á, ông búi củ tỏi lên thấy không? Búi củ hành lên á, cái gì? Búi tội à, thấy không? Còn Quan Âm Bồ Tát tóc dài đẹp không? Đeo đủ thứ nữ trang hết, quần áo đẹp đẽ. Tôi mà ngu hả? Tu theo Phật thì đâu có cạo tóc hả? Nhưng mà tu theo cái phép mà bên Ấn Độ thì trước mình vô đó mình cạo một lần, thí dụ vậy đó. Tức là mình tượng trưng là từ bỏ cái cuộc sống hồi xưa mà bước vào con đường thanh thiện. À như vậy mà một lần thôi, tóc tao để dài lại. Nhưng mà muốn cạo thì cũng được, nhưng mà không phải vì cái đó mà thành Phật. Đừng có chấp nhất như vậy, nó mệt. Mà cái bằng ấy quan trọng lắm đâu mà phải làm như mình gồ ghề lắm hả? Người ta có sẵn rồi, nhưng mà người ta dùng được hay không dùng được đó tại người ta quên thôi hả? Chứ mình với họ bằng nhau, ai lạy ai, ai tốt hơn ai, ai ngon lành hơn ai, hiểu chưa? À, rồi bây giờ mình mặc cái đồ xuất gia vô cho người ta thấy là tự mình ghê ghê lắm, tu hành dữ lắm. À, đi đâu người ta cũng lạy sùm sụp, rồi cúng dường rồi nữa. Trời ơi, nó lấy ba cái nghiệp chướng nó vô, rồi tu hành trì trệ, rồi nói tại sao sư phụ tu cái phép sư phụ không lẹ, cứ chìm đắm ở trong gói Atula hoài. À, hiểu chưa? Đừng có làm quá đặc biệt, người ta chú ý mình mệt lắm. Sư phụ mấy năm trước mặc quần áo thầy tu mới cực khổ như vậy, đi đâu cũng bị người ta chú ý, đi đâu cũng lạy lục tùm lum rồi hả? Ôi mệt quá, mệt không chịu không nổi. Bây giờ cảm thấy là đời hạnh phúc, thiên đường là ở đây. Thiên đường là ở trong mấy bộ quần áo này đây. thiệt tình rất là sung sướng. Sư phụ nói thiệt á, sư phụ không có gạt quý vị đâu ha. Mình làm cái gì tầm thường giống như những người khác thì họ thấy họ thích mình hơn à, mà họ coi như mình như pha, vừa thích mình mà họ để cho mình yên. À, còn hồi xưa nhiều khi người ta kính trọng mình nhưng mà họ làm mình cực khổ lắm, tại họ nhốt mình trong một cái khuôn khổ nào đó, quý vị hiểu không? Mình không được làm gì, mình không được làm kia, mình không được nói này, mình không được nói kia, thấy không? 10 năm á nhảy đầm lần thôi, oa la lối um sùm. Nhảy mà đâu có gì đâu, phải không? Nhảy thôi, tối ngày mình nhảy lò cò cũng vậy thôi. Hoặc là mình exercise á, mình làm vận động thì cũng vậy thôi. Thay vì mình vận động thì mình nhảy ngồi chứ, thân thể nó tuần hoàn tốt, đâu có thèm nhảy hoài. Thành ra mệt lắm, đóng vô cái khung nào đó là mệt lắm, không có động đậy gì được hết. Quý vị đừng có ngu, thấy chưa? Người nào lỡ đóng cho họ đóng luôn đi, còn mình ở ngoài mình tự do vậy. Đâm đầu vô, trời ơi.
Nhưng mà sư phụ nói cái này sợ nhiều người ta không vui đó ha. Nếu người ta muốn đi tu thì cũng được. Ý sư phụ nói là cái kinh nghiệm sư phụ như vậy, sư phụ nói cho quý vị là đệ tử của sư phụ biết mà thôi. Chứ quý vị không có được ra ngoài mà kêu bằng cái gì chỉ trích những người người ta tu hành khác. Tại cái đường lối người ta thích như vậy, thấy không? Người ta tu như vậy người ta cảm thấy sướng thì được rồi. Còn mình nó có cái phép này rồi, hiểu chưa? Không cần phải dựa những cái bề ngoài khác. Hả? Nhưng mà quý vị muốn đi tu thì đi, không ai nói gì, phải không? Mà sư phụ bổn phận làm thầy phải nói cho quý vị biết những kinh nghiệm của sư phụ vậy thôi. À, sư phụ bây giờ tự do quá, tự tại quá, ăn đâu, ngủ đâu, đi đâu không chẳng ai. Ngay đây tụi mình sướng quá. Sướng hơn hồi xưa, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn sướng như quý vị. Tại vì quý vị còn vô danh á. Không ai để ý quý vị, không ai đòi hỏi quý vị, không ai muốn dòm ngó gì quý vị hết. Sướng vô cùng. Vừa sướng bên trong, vừa sướng bên ngoài nữa. À? Còn sư phụ trong ngoài thì cũng kẹt hết. À. Bên trong đâu có rảnh đâu mà sung sướng. Tại vì tối ngày cứ phải đi kiếm đường cho quý vị, kiếm nhà cho quý vị, sửa điện thoại cho quý vị, sửa xe cho quý vị, đẩy xe cho quý vị, mua vé máy bay dùm, rồi chặn dùm máy bay đừng cho nó đi, để cho quý vị trễ giờ, đủ thứ. À. Rồi bên ngoài thì tối ngày quý vị cứ đeo theo hoài, hả? Đâu có rảnh đâu. À, hết làm chuyện này tới chuyện kia. Ừ. À, còn mấy người nào hỏi gì nữa không? Ừ, thay phiên hả? Hả? Ngồi đó chơi, ngồi đó chơi về chi? Tại muốn làm thầy ngồi đó cho người ta dọn. Ưa vậy người ta lắm, bữa nay cho ngồi lên đó, nó dọn chứ biết mùi. Yeah. I just had one question about initiation. We've had a lot of people that are older than 65 ask why, and I just wondered what was the best answer we should. Because get. They're too old. They're too old. That's why. Yeah. They practice convenient method is enough. Okay, if you initiate, I have to take care of your 5 generation. But she just initiates, she's too old, and don't know vegetarian and all that. I make trouble. It's the same with everything, huh? Just like when you are too young, it's not possible also, because you don't understand. Therefore, from 6 years old, they can get initiation, you see that, yeah? Also, 12 years old, if they have parents, if they don't have, they cannot be independent, therefore they cannot be initiated. So way into 16, they're more independent, then we understand how to protect themselves, to look after themselves, vegetarian diet and all that. You see, there's a reason for everything. And the old people, they cannot take care of themselves, and the memory is not sharp. And they sometimes don't understand what I say. Understand? And they cannot remember even. So this makes a lot of trouble for the whole group, that I have to take care of one old person, and so much trouble, you understand? And also the habit of the old person is very set, very rigid, very stubborn, and difficult to change, yeah? And I promised 5 generation liberation. And it's such a person, how can I do it? So I have to say, Fini. Is it okay if I tell them that... Yeah, tell them what I told you. Is it okay if I tell them that on the back of your book it says anyone who prays sincerely will be saved and liberated, yeah, right. So I'll just... Enough, one person liberated, okay. Otherwise I cannot fulfill my promise of 5 generation. But in such case, you understand? So I don't want to do things that I cannot do, that I cannot do. But some people, they are vegetarian for many years, it's different. Their karma is less, yeah? And they have more alertness in their brain because of a vegetarian diet. Understand? Not so heavy karma, yeah? So they can understand what I say. And they have already been prepared for it for a long time, so at least, you see, it's a difference, all right? But they always force me to give them initiation. People think I go around and force people, collect disciples, but it's the disciple who collect me, who force me for initiation. It's always the case, right? You know it very well. And some children, 4 and a half, 4 and 9 months, and 3/4. Oh, they force me, even the children. And they come with their very cute little eyes, and they give them the take the one of the child, get the, how to say, the card,
identity card of her mother and give it to me. And she couldn't speak, but she said, here. And she pointed to herself, she won that. Initiation. Yeah, in America, remember? And I was so busy and I took care of thousands of people, and she always come with her card that I won initiation now. Every time.